Dạ vâng, nhà đất Phạm Thọ xin kính chào quý vị khách hàng. Thì như thường lệ hôm nay quay trở lại với kênh của nhà đất Phạm Thọ thì em cũng xin giới thiệu tới tất cả quý vị khách hàng và các anh chị một cơ hội đầu tư rất là tuyệt vời nha anh chị. Một lô đất mà cũng được em đánh dấu mũi tên màu đỏ ở trên màn hình cho quý vị dễ hình dung vị trí của lô đất này trên tổng thể của cái những cái tiện ích xung quanh là nó như thế nào và lô đất mà em giới thiệu tới anh chị ngày hôm nay là một lô đất dân nha anh chị lô này thì có sổ sẵn rồi chứ không phải giống như những lô ở trong khu cát tường là mình phải chờ sổ lô này mình mua là mình công chứng ngay nha anh chị và lô này là một trong những lô mà cực kỳ rẻ luôn nha anh chị thì em cũng mới được mà anh chị khách hàng ở trên trân thành ấy anh có gửi cho em cái cặp lô này để nhờ em hỗ trợ ra thì lô này là một trong những lô diện tích lớn nha anh chị 10 x 50 500 m vuông Đấy có sổ sẵn rồi Nằm trên trục đường là đường 12 m nha anh chị Đường bê tông mà anh chị thấy trên màn hình ấy Và nó nối thẳng ra cái khu công nghiệp Đồng Xoài 3 Cũng như là cái lô đất này thì nó nằm đối diện với quỹ đất trường học Của bên à, khu dự án Cát Tường Phú Hưng thì em cũng có chụp một bức hình từ flycam vị trí của lô này cho anh chị à, khách hàng dễ hình dung thì cái nền này nó có diện tích là 10 x 50 nha anh chị và giá bán tại thời điểm hiện tại là 1 tỷ 800 triệu và lô này thì sổ sẵn nên mình sẽ đi công chứng ngay và lô đất 10m này thì nó là có hai cái sổ nha anh chị nhưng mà là một trụ thôi thì hai sổ thì mỗi sổ là có 50 mét vuông thổ cư thì tổng cộng bây giờ anh chị này bán ra luôn cả hai lô 10m luôn thì có 100 mét thổ cư luôn nha anh chị đấy còn lại 400m là đất trồng cây lâu năm thì à, lô đất này ấy, là em đánh giá là một trong những lô đất rất là rẻ luôn nha anh chị cực kỳ rẻ luôn nằm đối diện với khu dự án Cát Tường Phú Hưng mà giá cực kỳ bèo và lô đất này ấy, là anh chị khách hàng nào mà mua về ấy là mình có thể à, sử dụng để xây nhà trò hay là gì cũng được nha anh chị tính ra ấy, là cái giá mét vuông của nó khoảng 3 triệu sáu một mét vuông thôi anh chị cực kỳ rẻ luôn mà anh chị thấy không khu này thì dân cư họ ở sẵn rồi đấy mà đối diện với khu cát tường phú hưng cái khu công viên đấy một trong những khu mà cực kỳ đông vui và sầm uất tại thành phố đồng xoài tính tới thời điểm hiện tại nha anh chị thì giá này em thấy là giá quá là rẻ luôn anh chị khách hàng nào mua về mình xây phòng trọ hay là mình mua mình xây nhà vườn để, để sau này ấy thì nó rất là tốt. Thì như bình quân ở trong khu cát tường Phú Hưng ấy, hiện tại là đang bán với một mức giá khoảng 11 đến 12 triệu một mét vuông. Thì cái lô đất này nó đang bán với một mức giá là 3 triệu 6 một mét vuông và diện tích thì được 10 m và sâu vào 50 mét. Thì cái lô đất này ấy, là em đánh giá anh chị khách hàng nào mua lô này. Thì mình về mình cất nhà trọ là một trong những lựa chọn cực kỳ tuyệt vời nha anh chị Đấy, một đầu của nó là đi thẳng ra khu công nghiệp Đồng Xoài 3 Thì nếu mà cất nhà trọ ở đây cho công nhân thuê đó anh chị Thì mình có thể cất được khoảng gần 50 căn phòng trọ Đấy, mà từ đây ra khu công nghiệp Đồng Xoài 3 thì người ta có thể đi bộ được Cũng như là từ cái vị trí đất này anh chị Công nhân mà thuê ở đây mà lên khu công nghiệp Đồng Xoài 1, Đồng Xoài 2 để làm việc thì khoảng à, mất 15 phút nha anh chị. Còn xuống khu công nghiệp Bắc Đồng Phú và Nam Đồng Phú thì cũng tầm 10 đến 15 phút thôi. Nên là vị trí này cực kỳ đắc địa luôn nha anh chị. Và từ đây ấy là mình đi lên trung tâm hành chính cũng như là trung tâm thành phố Đồng Xoài chỉ khoảng à, 7 đến 8 phút thôi. Còn xung quanh cái khu vực này tiện ích thì nó có trường cấp 1, cấp 2 À, Tiến Hưng rồi trường mầm non Tiến Hưng trạm y tế thì ở đầu đường dự án luôn đấy và nếu đi bệnh viện Tịnh thì mình chạy khoảng cũng tầm khoảng gần 20 phút là mình chạy xe máy là mình tới thì cái lô đất này thì nó hội tụ đầy đủ tất cả các yếu tố để mà tăng giá cũng như là những yếu tố để mà mình đầu tư sau này à, mình sử dụng mình xây nhà trọ cho thuê Đấy thì anh chị khách hàng nào đang xem video này của em mà có duyên với lô đất này thì anh chị cứ gọi về cho em qua số điện thoại 0983023974 em để trên màn hình đấy. Thì em sẽ gửi thêm thông tin sổ sách của lô đất này cho anh chị khách hàng dễ mua và dễ chốt. Và anh chị khách hàng nào đang xem video này của nhà đất Phạm Thọ mà chưa nhấn đăng ký kênh thì anh chị có thể nhấn đăng ký kênh để khi em ra những cái video mới À, về thông tin dự án cát tường phú hưng hay là có những cái lô đất đầu tư giá rẻ ở trong dự án cũng như là đất lẻ bên ngoài ấy, thì em đăng lên thì anh chị khách hàng sẽ là những người nhận được đầu tiên em xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị ạ à và hẹn gặp lại tất cả anh chị ở những video tiếp theo ạ à. xin chào và hẹn gặp lại ạ à.